Dạ, dạ, dạ. Ok. Dạ, em mua đồ ăn sáng đi. Mẹ đang tự ăn người yêu. Đéo tin. Dạ, em mua đồ ăn sáng rồi, mẹ bỏ đi mua chợ, mua cái ăn chưa, mẹ đi làm rồi. Bây giờ? Bây giờ... Mày quay cái gì á? Quay video đi mua đồ ăn sáng. Ê, hả mệt. Đi. Cái này đi luôn á? Ừ. Đi ngồi có xe rồi đi. À, bọn mình có cái xe đấy. Xe gì? Cái xe đấy. Xe gì vậy? Không nhớ à? Có. Cái xe đấy. H2 á? H2 mua đi. Ừ, H2. Ừ, H2 không cái gió không cái gì. Cái xe nào? Cái xe đấy. Xe gì vậy? Cái ô tô đi à, à, ô tô á. Ừ. Cái Lamborghini á. Ừ. Biết thử rồi, tao nói phép thôi. Thì nghiên cứu đi mà. Đi Lamborghini. Ừ, cùng đi Lamborghini quách đấy. Được vậy. Quách thì có quách đấy, mà cái này không có xe không phải đi thôi. Ừ. Đi xe quách là đường ngại lắm cơ. Ừ, nói chung là đi xe đấy cũng quách. Ừ, cũng dậy. Nhưng quá nó lại là vậy thì chết. Các bạn ạ. Thôi đi, đi, đi. Thôi đi nhá. Ok. Ê, chào mừng các bạn đã quay trở lại với gì? Video tiếp theo của bọn mình các bạn ạ. Hôm nay bọn mình về là đi chợ các bạn ạ. Đấy, chợ ăn chơi chất các bạn ạ. Lại là hôm nay mẹ đi làm sớm nên bọn mình phải đi chợ đấy. Ngồi của mình. Lần đầu tiên đi chợ luôn các bạn ạ. Bọn mình nói chung là cũng có con xe đi nên là bọn mình lấy Lambo đi cho ngầu các bạn ạ. Quách đấy, cũng ngại. Nói chung là đi Lambo Quách cũng có Quách đấy. Nhưng mà cũng hơi ngại chút. Bởi vì là Lambo mà sợ người ta không bán cho. Ê, người ta bảo là Quách của bao nhiêu người mua thì chết rồi, không ai bán cho. Vâng. Nói chung là cái này bọn mình sẽ đi cái này chợ bọn mình mua nha. Phải đi chợ hộ giúp bố mẹ như hôm nay bố mẹ đi làm mất rồi. Đấy. Chợ về chúc mâm chưa về còn nấu cơm ăn nữa. Ấy hôm nay mọi người phải nấu cơm ăn nữa cơ, khổ lắm. Thôi đi, đi đâu? Ấy, mua phải đi mua cái ăn sáng cơ, đói lắm không? Đi. Không biết có sức đảo không cơ. À, các bạn cùng gọi là theo dõi bọn mình đi chợ mua. Đi chợ mua đồ ăn nha các bạn nhé. Không biết đi có mua được cái món gì ăn không? Em, ô, thôi, em đi đâu, đi đâu ấy. Đi chợ mà không biết cơm, đồ ấy gì ăn không? Dạ, quay đi chợ kéo đi. Dạ, anh nặng như con trâu rồi, mẹ lên ghế xe. Ồ, đi mua bánh cuốn ăn đây. Bánh cuốn ăn đi. Sáng giờ chưa ăn gì mà đạt hết chút rồi. Đấy cái này đấy. Vậy mà xuống nước. Vậy mà xuống nước vẫn chìm lên đấy. Số đàng hoàng có hết trời.
Con là sao bác ơi chữ dạ. Mua cá quá. Giờ chịu rồi, làm giờ chịu vậy đi. Nó tối nhỉ. Được luôn nhỉ. Mấy chục nghìn thôi bác ạ. Mấy chục nghìn thôi. Ừ, nhưng mà phải làm cái đẹp hơn. Mấy chục nghìn đẹp hơn. Cái này có hơn mười mấy nghìn thôi. Phù vậy thì quá khi đi chợ là mày làm cao ở chỗ máy thì lên để tao còn ngồi thẳng thôi. Vâng, tùy tùy bác thôi. Bác đặt như nào cho làm như vậy thôi. Nhưng mà tao bự nó làm khác rồi, chúng mày mà đi phải tháo khớp cổ để ở nhà. Chúng tao thấy người khổ lắm. Khổ để ở nhà, chúng ta mới mua khổ lắm. Sao tôi tưởng chưa? Đi qua đây, có bán một chiếc không bác? Cái máy đi quay đi học đi học đi rồi quay lại sản xuất ô tô cháu chuẩn bị sản xuất cho VinFast cái ô tô. Hai nhà một thằng bán đỡ công an cầm quay tít mà một người hai ba người khác lên xe mới lên xe ra đây phải quay mẹ nó cơ mà phải vượt một người nữa cơ công an bắt chết bác ạ. Thằng mày bắt vào đâu mà lại tê máu chạy ra vậy trong xe kia thằng nào bị đau chết đi quay đi à. Đi về về hai lần biết. Đi chứ qua thằng này thằng nào mà nó thích kế nó lá chứ không phải. Đấy các cô rất là thích thú luôn các bạn ơi. Cho ai cũng nhìn nó ngạc nhiên hết. Thôi đi về đi. Đi về chưa? Về hả? Cái vậy thôi các bạn ơi, tôi cùng bọn mình phải đi về rồi. Bán biển số xe không? Được ra bán luôn anh ạ. Bao nhiêu rồi bán? Bao nhiêu cũng được. Được ra bán luôn đấy con. Được ra bán luôn. Vâng.
mưa nhất thì ướt thì ai. Nếu mưa nhằn ngủ bác ạ. Vậy là đạt mình bánh xe mẫu à? Vâng. Mình đi chợ về đâu? Đạp xe ra chợ cảm giác quách phết nhỉ? Nào mình xe cùng lội nước thôi. Xe lội nước vào. Lội nước vào. Xe tăng măng măng bon trên đường. Băng băng bon trên đường à? Băng băng băng. Nào mình cùng đi chợ về. Tưởng nào mình cũng biết. Mua được rất nhiều thứ. Mua những cái gì không? Là phải nấu cơm ăn. Mua những cái gì không đi? Mua được những cái gì rồi? Mua được nhãn này, thịt này, bánh cuốn này, rau muống, trứng. Quán này làm bữa nó nê nhỉ. Ê, quán này về làm bữa thôi rồi. Nhưng mà mẹ... rồi tiêu mất hơi đám tiền của mẹ về, mẹ không biết mẹ có đánh không. Nhưng mà mày biết nấu cơm không? Hả? Mày biết nấu cơm không? Nấu cơm đơn giản mà chẳng biết nấu. Cắm nồi cơm vào được chứ. Cắm nồi cơm đút gạo mà không cần đổ nước cũng được. Rồi chuẩn. Tuyệt vời. Lamborghini đi vào vào. Đạp máy mới về nhà, mệt thật. Mệt không mình biết. Mệt không? Mệt phết đấy. Mệt phết đi nhỉ? Cảm nhận chứ mà, cảm nhận sau khi đi ra chợ bằng ô tô nào. Hơi bị mệt mệt nhưng mà rất là đông vui. Nên mình cũng rất là vui. Đi Lambo ra ngoài đường oách thật nhỉ. Các bạn mà thấy bọn mình hay thì phải vui lên, bọn mình cùng vui nhá. Rồi, bọn mình cùng vui. Đấy, thấy xe không phanh tay. Đấy, mua được nửa cân thịt cơ mà. Nửa cân thịt á? Ừ, nửa cân thịt nhiều chưa? Ôi, được. Đấy, nhiều. Được, 3 cân bánh cuốn. Mấy giờ rồi? Hình như là 10 giờ không phải. Ừ, ok, rồi, coi như là cơ ăn sáng bù đi. ăn xong vẫn nấu cơm ăn luôn nhỉ? Ồ, đúng rồi. Đấy, mua được một viên cá bự chà bá. Viên cá bự chà bá. Đâu? Ơi. Ui trời ơi, rách mất túi rồi. Đúng mùi cá tanh. Tanh như view luôn, để tanh, cá đấy nhá. Tanh như cá nhỉ? Tanh như cá. Đấy, một bánh rượu bên này. Chất chưa? Ừ, vậy vẫn ăn ăn sáng bù nhỉ. Ừ. Ăn sáng bù. Cho một nốc cơm luôn. Cái gì nữa nào? Trứng nữa. Bốn quả trứng ở đây nè. Bốn quả trứng à? Trứng vịt thay, trứng vịt thay trứng lớn. Hả? Trứng vịt thay là trứng lớn. Trứng bò. À được, trứng bò nhá. Anh mua một phần mì tôm mua mỡ là muống rồi này. Mì tôm mua mỡ là muống. Cái mì tôm kia mua về để về ăn sáng rần phải không? Mua mì tôm về ăn từng bữa một, hôm nay được ngày ăn cơm. À ừ rồi, ok. Có tiền đâu mà đòi ăn cơm lắm ấy. Mẹ thấy đi Lamborghini phải kinh khủng lắm chứ. Hình ảnh thôi. À đấy. Ý là để tiền mua để tiền để bảo dưỡng ô tô của nó ăn mì tôm phải không? Được. Em chú ý. Còn gì nữa không? Hết rồi. Hết rồi à? Hết mất rồi nghe. Nóng kinh khủng luôn. Nói chung là bọn mình vừa phải đem Lamborghini đi chợ các bạn ạ. Chất quách thì quét. Quách thì có quách đấy nhưng mà cũng hơi mệt. Cái Lamborghini mà không có xe thì quách thì cũng phải đi xe thôi. Đi xe này quách quá ra đường nhiều cơ ngại lắm cơ. Đấy thì nói chung là bọn mình xin được kết thúc video tại đây nha. Bởi cái này là cũng là đến trưa rồi. Đấy, trưa thì bọn mình chuẩn ăn sáng đi nấu cơm thôi. Rồi phải đi ăn sáng nấu cơm nữa. Đấy, cho nó gọi là qua ngày. Đấy. Để gọi là đi chuẩn bị cho video tiếp theo cho các bạn xem. Được. Đấy, video tiếp theo bọn mình làm chất hơn các bạn ạ. Chất hơn. Đấy, các bạn mà thấy hay thì đừng quên nhấn like, share, subscribe kênh ủng hộ mình nhé. Ừ, nhớ đăng ký là phải ấn chuông nhá. Ấn chuông kiểu đánh chuông gõ chuông ca nghe. Các bạn mà có những ý kiến gì, ý tưởng gì nữa thì cứ comment bên dưới bọn mình biết và mình thực hiện nhé. Đúng rồi, có ý tưởng thì cứ comment ở bên dưới video này để bọn mình có thể gọi là đọc được và bọn mình chọn ra những cái ý tưởng hay độc lạ để bọn mình tiến hành. Đấy, nhớ chốt các bạn ạ. Cái này thì bọn mình đi ăn sáng thôi các bạn ạ. Đi ăn sáng đi.
Thôi, xin chào tất cả bạn nhá. Bye nhá. Bye bye. Tao phải vào Lambo Tabi một nhát á. Què đi.